Hello, xin chào tất cả bạn. Tiếp tục với series về con game Bcell thì hôm nay sẽ là một video rất là quan trọng. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để các bạn có thể nạp VIP trong con game này. Và các bạn lưu ý là chỉ khi mà các bạn nạp VIP thì các bạn mới có thể rút được cái token Berry ra khỏi game và có thể earn được trong con game này nha các bạn. Thì trước đây game Bcell nó cho group free cho những người chơi sớm các bạn. Nhưng mà hiện tại thì cái giai đoạn này Bcell đã giới hạn lại và chỉ khi mà các bạn nạp VIP vào game thì các bạn mới có thể rút được token ra khỏi game thôi nha các bạn. Và cái VIP member này nó sẽ có rất là nhiều cái tính năng quyền lợi cho các bạn. Đầu tiên là các bạn có thể có được một bookmark, tức là các bạn sẽ đánh dấu một cái ô đất, cái vùng đất mà các bạn thường xuyên trồng trọt các bạn. Thì các bạn có thể đánh dấu một cái bookmark để các bạn có thể tới được cái vùng đất đó nhanh hơn mà không cần phải vào cái top farmer các bạn. Cái thứ hai là các bạn sẽ có thêm 6 lot trong cái túi của bạn. Và cái thứ ba là các bạn sẽ có được 1.500 cái điểm danh vọng này các bạn. Cái thứ tư là các bạn sẽ có cái in game VIP status, cái tình trạng in game, tức là các bạn sẽ được đánh dấu là người chơi VIP trong con game này các bạn. Và cái thứ năm là các bạn sẽ có thể vào được cái VIP sauna các bạn. Thì cái khu vực VIP này nó sẽ cho là các bạn là 400 năng lượng mỗi 8 tiếng nha các bạn. Và cái giá của khi bạn nâng VIP nó đã giảm nha các bạn. Thì lúc trước đây mình nhớ là tới 50 token RON cho 3 tháng các bạn và 83 token RON cho 6 tháng. Tức là cái giá nó đã giảm đó bạn, còn 44 cho 3 tháng thôi. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để nạp 3 tháng thôi nha bạn. Và chúng ta sẽ đi theo cái hướng dẫn của nó đó bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ cần RON trong cái ví RONing của các bạn. Đấy các bạn. Thì các bạn có thể mua RON trên OKX nha bạn. Đây các bạn sẽ search RON nè. Các bạn vào phần market thì nó sẽ có những cái sàn mà sàn exchange mà các bạn có thể mua RON trực tiếp trên đó và các bạn sẽ có thể rút về ví nha bạn. Đầu tiên là OKX nè, Bitget nè hoặc là MET. Thì mình khuyên các bạn là nên mua ở cái sàn lớn nhất là sàn OKX nha bạn. Và phí rút của nó rất là rẻ luôn, là 0.001 mình đã rút. Còn sàn Bitget thì rút hơi đắt các bạn, là 0.002. Thì sau khi mà các bạn đã rút được cái RON về trong cái ví của bạn rồi, đây các bạn thấy là mình có 44 RON đó bạn. Thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ wrap cái token này lại. Các bạn thấy là cái phí wrap nè bạn. Rồi, các bạn cần phim trong cái ví này. Rồi, chúng ta đã có được cái WRON nha bạn. Thì nếu mà bạn muốn unwrap cái RON này để rút về sàn á, thì các bạn sẽ nhập ở đây và các bạn unwrap ở đây. Rồi chúng ta đến cái bước tiếp theo là sẽ nạp cái WRON này vào Bcell bằng cách chọn cái phần WRON Access đó bạn. Chúng ta sẽ vào cái link này bạn. Rồi các bạn sẽ click vào cái phần chọn cái WRON đó bạn. Rồi các bạn bấm vào Deposit to game. Các bạn bấm một lần nữa nha bạn. Rồi. Thì ở đây nó
đa yêu cầu nữa bạn, tức là các bạn phải nạp ít nhất là 16 đồng WRON. Thì thường là mình nạp cho 3 tháng mình sẽ nạp hết tất cả này luôn nha bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ submit cái này. Rồi confirm trong cái ví của các bạn. Thì để nạp cái VIP này là nó cần 44, cho nên là yêu cầu các bạn cần phải để nó dư ra các bạn. Thì mình để nó dư khoảng 0.2, 0.3 thôi các bạn, là dư sức để làm cái phí cho cái mạng này rồi các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ cần phải confirm trong cái ví này. Send deposit ở đây các bạn. Rồi, như vậy là đã hoàn thành nhé bạn. Mình thấy là cũng khá là đơn giản các bạn. Thì đến cái bước này, các bạn cần phải login vào cái con game Bizel này và chúng ta sẽ mua cái VIP ở cái quầy trong Terra Villa nhé bạn. Rồi, bạn vào Play Now này. Thì cái chi phí mà cho 44 cái RON đó bạn, thì nãy mình có show cho các bạn xem là khoảng 35 đô nha các bạn, theo cái giá hiện tại mà mình mua được. Hiện tại mình thấy cái mức giá này là khá ok đó bạn, bởi vì theo cái bản cập nhật trước các bạn thì cái mức giá của nó đến 50 lận bạn, 50 RON, cho nên là sẽ mắc hơn cái đợt này. Và các bạn lưu ý là cái bản cập nhật này nó đã giới hạn lại, tức là chỉ bạn khi mà bạn nạp lên VIP thì các bạn mới có thể rút được cái token thôi nha bạn. Và còn một cái lợi ích nữa mà mình quên đề cập khi nãy là các bạn có thể giao dịch trong cái marketplace của game nha bạn. Các bạn có thể trading trong cái marketplace của game luôn. Thì khi mà các bạn không có VIP, các bạn không thể chơi trong cái khu vực đó được. Đây, các bạn vào đây, các bạn sẽ tiến hành các bạn mua nè. Hiện tại thì chưa thấy nó cập nhật vô cái đây của mình. Rồi mà mình mới tìm hiểu và biết nó có một cái cơ chế mới các bạn. Tức là khi mà các bạn nạp WRON vào game các bạn sẽ làm nó ở cái phần email này các bạn. Đây là một cái mới nha các bạn. Thì khi làm các bạn sẽ có được 44 đồng WRON. Thì sau đây chúng ta sẽ có thể mua được cái VIP này. Rồi, mình đã có được cái VIP 3 tháng rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về những cái quyền lợi của cái VIP 3 tháng này. Mình sẽ vào thử cái sauna này nha các bạn.
Đây các bạn thấy là có những cái quyền lợi các bạn có thể đọc ở đây nè. Thì hiện tại nó chưa có cập nhật, mình nghĩ là các bạn nên nên out qua out ra rồi reset lại game thử xem. Thì nhìn chung là các bạn cần phải chờ cho nó cập nhật cái tình trạng VIP trong con game này nha các bạn. Thì như vậy là đã mua xong cái VIP rồi nha bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể rút được cái, khi mà các bạn có rip VIP rồi các bạn có thể rút được cái đồng token berry. Thì cái clip này mình chỉ đơn giản là cho bạn thấy là nó sẽ không có bị giới hạn ở cái phần rút ra ví nữa, và mình chưa có hướng dẫn các bạn rút bởi vì mình chưa có đủ cái đồng berry nha bạn. Đây nè các bạn, đây là cái tình trạng mà khi mà các bạn chưa có VIP nè. Tức là cái min withdraw amount nó sẽ là 5.000 cho một lần rút nha các bạn. Thì khi mà các bạn không có cái VIP, các bạn là thành viên thường á, thì các bạn thấy là cái withdraw limit của nó là không. Tức là các bạn không thể rút được bởi vì cái số này nó nhỏ, còn nhỏ hơn cái số này nữa. Thì đây là cái cài đặt của game là nó không cho người chơi free rút token ra khỏi game. Và khi bạn trở thành một B-Cell member nữa bạn, tức là VIP member á, thì các bạn có thể rút cái này không giới hạn nha bạn. Tức là min của nó là 5.000 và các bạn có thể, còn max của nó sẽ là không giới hạn thì các bạn mới có thể rút được. Thì đó chính là cái lợi ích của việc mà các bạn nâng lên VIP nha bạn. Thì nó cần cái thời gian để có thể cập nhật những cái tình trạng này trong đây các bạn. Cho nên là video của mình đến đây là kết thúc. Thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để có thể trở thành một VIP member, để các bạn có thể cài những cái token berry và có thể rút nó ra khỏi game, để sau đó mà chúng ta có thể trend để thu được cái lợi nhuận từ cái con game này các bạn. Thì nếu như các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like cũng như là một subscribe và ủng hộ những video sắp tới của mình nhé. Mình sẽ có những video nói về cái lợi nhuận của game này, bởi vì hiện tại mình chưa có thể thống kê được, nhưng mà trong cái video sắp tới sẽ có nha bạn. Và sẽ có những cái video về những cái tính năng cũng như là nhiệm vụ mới mình sẽ hướng dẫn trên kênh. Bây giờ xin chào tất cả bạn và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.